Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Ngày hôm nay thì em có nhận một cuộc điện thoại của một bác khách ở Đồng Hưng của em ở trong Nam cơ. Thì bác nhờ hỗ trợ kỹ thuật, em nghĩ là cũng một cái câu hỏi rất là hay. Tại sao từ từ đã. Rất là hay, tại là sau khi em giải thích cho bác thì bác đã hiểu ra vấn đề và em nghĩ cái vấn đề này cũng rất là nhiều người ta quan tâm, cho nên mà em làm cái video này. Em chia sẻ cái kinh nghiệm của em cho tất cả các bác. Thì bác mới hỏi rằng là bác là tiền thì không thiếu, mà bác bảo là không quan tâm tiền. Bác đã muốn một đôi loa hát karaoke thật hay. Đấy, thật hay. À, thật gọi là tiền tiền không vấn đề, phải hay, tiếng bay nhẹ hát ok. Thì em mới tư vấn cho bác rằng là cái vấn đề hay không ở đây thì phụ thuộc vào loa hàng xịn và thứ hai nữa là cái người cài đặt. Thế thì bác ấy bảo là em này, tư vấn cho bác là một đôi loa hay nhất tại cửa hàng, hay nhất và phải hát hay, chuyên về karaoke. Đấy, thì lại em mới tư vấn cho bác là cái loa JD này, cái loa này. Loa JD bảo là loa này nếu bác không có điều kiện, bác bảo bác không không thiếu tiền nhưng mà phải loa hay, tại vì bác ấy dùng rất là nhiều dàn rồi nhưng mà không cưng ý. Nhưng bác bảo bác bán cho bác đôi loa. Thì em mới bảo là bán cho bác thì em bán được thôi, nhưng mà cái vấn đề là cái người cài đặt nha. Bác phải gửi được cái đồ của bác ra đây thì em cài cho nó bãi bác là hay, chứ còn bác mua đôi loa bác bảo ô không cần, bác ở trong đây đệ tử bác nhiều lắm, toàn là bọn dành về âm thanh ra số nó sẽ cài cho bác đấy. Nên là sau khi đọc cái vấn đề là rồi ok ok nhưng còn bác ấy cũng đặt một cái câu hỏi nữa, tại bác lăn tăn nhưng mà bác chưa tìm được cái câu hỏi nó thích đáng. Rất là nhiều người chơi âm thanh hỏi, cũng rất là nhiều thợ, bác cứ hỏi em. À, bác nghe những cái dòng loa như thế này, ví dụ nó sản xuất tại Trung Quốc đấy, như thế này thế kia, là bác ấy, tức là bác ấy tìm hiểu, bác ấy, gọi là em nói luôn là gọi là tiền không thiếu. Bác là đã từng mua loa Bose, loa về bác hát nhưng bác bảo là nó không không đạt được cái yêu cầu của bác ấy. Đấy. Thì bác ấy rất là thích những cái dòng loa mà bên châu Âu, bác rất là thích những cái dòng loa bên châu Âu, tức là loa nó có nhiều đường tín, tức là gọi là loa nhiều quay, loa tầm bao quay trở lên. Tức là bác sẽ thấy là nó có một cái loa chép này, là trung này, trung nhỏ này, trung to này, rất là nhiều những cái loa trên một cái loa, nó nhìn nó rất là đẹp, rất là thích. Thì bác nó bảo là loa nó hát được không, em bảo loa nó không hát được. Bác bảo là nghe người ta bảo là loa càng nhiều quay đấy, tức loa có nhiều quay đó thì tiếng càng hay, mà tại sao lại không hát, tại sao lại không hát được, tại sao lại không hay bằng cái, trong khi cái loa này có một cái bát và một cái tép thôi nó lại hay. Thì em mới trả lời bác rằng thế này, thực ra thì cái vấn đề này thì cũng rất là chính đáng, là rất là nhiều người quan tâm. Cái loa mà bác đang nói đó là những cái dòng loa châu Âu, nó thiên về nghe nhạc. Nó có hai cái yếu điểm của nó, và đặc biệt nó có một cái ưu điểm của nó, tức là cái loa nó là nó phục vụ cho chúng ta nghe nhạc, nó nghe nhạc, cho nên mà nó chia cái công năng làm việc của cái loa nó ra, ví dụ như một thằng chuyên bát này, một thằng trung này, trung cao này, trung thấp này. Đấy, nó chia nhau vào, có khi là chép siêu chép này và là chép nữa đó. Đấy, nó có tép rồi nhưng lại còn có cả siêu tép nữa. Đấy, nó rất là nhiều như thế, nó bảo là nó rất là hay. Đúng, ok là hay. Khi mà chúng ta nghe nhạc ấy, khi mà cái loa mà nó có nhiều quay như thế là nó chia cái giải tần ra, nó làm nhiều cái đoạn nó khác nhau. Ừ, trong cái khi cái tai chúng ta nghe nó rơi vào tầm loa thường tầm 30 Hz hoặc tầm 20k đúng không, thì nó chia ra từng khúc một, và mỗi mỗi thằng loa này nó sẽ đảm nhiệm một cái khúc ở trong cái đó. À, nó sẽ đảm nhiệm, và khi mà nó đảm nhiệm cho nó thì nó sẽ chuyên biệt hơn, chuyên sâu hơn, giờ chúng ta gọi là trong dây chuyền sản xuất, tức là gọi là chuyên môn hóa, tức là có những cái thằng mà nó sở trường vào cái phần này thì chuyên cái thằng đó thôi. Đấy, mà cái thằng này, một cái thằng nó sở trường tép, nó chuyên về tép thôi, nó không thể đánh được bát, thì nó sẽ hay hơn. Đấy, nó sẽ hay hơn, nó chuyên biệt hơn. Đấy, thì khi đó thì chúng ta nghe đấy, thì nó có cái độ chi tiết hơn nó nhiều. Đấy. Đấy, tức là khi mà chúng ta nghe ở đây hát thì chúng ta nghe, tức là nó sẽ chất âm khác, mà khi nghe nhạc thì cái độ chi tiết của cái loa nó rất là quan trọng, loa độ nhạy cao, độ chi tiết, thậm chí là chúng ta nghe nó từ cái điệu gãy, thậm chí là cái gió nhẹ trong cái loa, hoặc là cái hơi của ca sĩ chúng ta cũng nghe được, tức là nó rất là chi tiết. Đấy, tức là độ nhạy cao, độ chi tiết, thì cái loa đó chúng ta nghe nó rất là sướng. Nhưng những cái loa đó thì nó cái nhược điểm
quan trọng nhất gọi là tứ huyệt của nó mà để không thể mà hát hay được, đó là công suất của nó rất là bé. Một cái loa như thế nó rơi vào tầm công suất nó dưới 100W, dưới 100W, tức là nó rất là bé, nó không 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 đủ để chúng ta hát được. Mà khi mà chúng ta hát karaoke á, hát karaoke là cái quan trọng đây là cái công suất của cái loa ấy. Nó ăn rất nhiều công suất, mà chúng ta phải có cái loa công suất nó đủ lớn để chúng ta hát ấy. Hát mà chúng ta hát ngoài ra là còn hét nữa cơ. Đấy, hát và hét nữa, thì nó mới chịu được và nó không cháy. Và thứ hai là hát ấy, nó mới cho cái âm thanh như chúng ta nói ra nó đủ nghe đủ tai và chúng ta hát cảm thấy nó nhẹ, nó bay tiếng được. Đấy, thì nó là nguyên nhân là như thế. Chứ còn cái loa 100W mà chúng ta muốn hát to, hát nhẹ, hát rõ thì không bao giờ có được. Và đặc biệt là rất là dễ cháy. Hát thì còn hét thì nói, nhiều khi là bác uống rượu say vào hát lên cái cháy xèo hết cái tép hoặc là cháy cái bát, hoặc như lồi côn ra luôn đấy. Đó là thực tế nó là như thế. Cho nên mà loa đó thì nghe nhạc rất là hay em đông ra, nhưng mà hát thì không thể hay được. Đấy, không thể hay được. Cho nên mà nó mới sinh ra cho chúng ta là những cái dòng loa chuyên về karaoke như thế này. Đấy, em dùng cái từ gọi là loa chuyên nghiệp, chuyên về karaoke. Công nghệ 2.0 hoặc là 3.0 ngày xưa đây là một đôi loa nằm BMB, một cơm đi 203N hoặc là bộ 506N là hát karaoke là rất là hay rồi. Nhưng mà công nghệ 4.0 thì cái khái niệm về karaoke nó đã thay đổi rất là nhiều. Dùng loa chuyên nghiệp, loa chuyên về karaoke, loa chuyên về karaoke đẩy vang số. Đấy, nó không dùng âm ly nữa mà đẩy vang số và phải chống hú tuyệt đối. Đấy, nó có vang có nhại. Đấy. Ngày xưa thì chúng ta dùng âm ly là nó chỉ có phần echo thôi, phần nhại này, đây chúng ta nói phần echo thôi, nó không có phần vang. Đây em xả cho các bác, cái này là phần echo này. Lê hi. Đây là phát bình thường nhé. Hi hi. Không có echo này. Đây là echo này. Khi mà có echo vào này, đây chúng ta sẽ có echo này. Đấy. Lê 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 lê. Một hi hi hi. Lâm. Đó là cái phần nhại đúng không? Và ngoài ra đó là phần âm đi, nó chỉ có phần nhại thế này thôi, nó chỉ có này. Hi một hi hi hi. Đấy, nó chỉ có phần nhại thôi, mà nó không có phần vang. Ngoài ra trong vang số nó còn có phần gì vào phần vang. Hi hi. Đây là phần vang. Hi một hi 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 hi. Còn đây là vang này. Đây là vang số nó mới có cái này. Hi. Đấy, còn âm đi là không có, còn âm đi chỉ có cái này thôi. L1 2 hi. Đấy, khác nhau giữa 4.0 nha các bác và 3.0 nha. Đấy, thì có cái phần vang chúng ta hát tiếng nó sẽ bay hơn, nó sẽ thoát hơn tiếng hơn, nó sẽ hát sướng hơn, nó nhẹ hơi hơn, cảm giác cái lời chúng ta nói rất là mượt, nó mượt hơn. Đấy, thì đó là về phần vang số. Còn một cái nữa là những cái loa như thế này. Cái tép trung bình của nó, một cái tép trung bình của nó, công suất nó là tầm khoảng 60W tới 100W. Đấy, 100W. Mà trong khi một cái loa ba quay loa kia đấy, một cái tép của nó giống như loa tép giấy, một cái loa tép của nó rơi vào tầm 3-4W thôi. Đấy, tức là một cái loa tép kèn này nó bằng cho chúng ta là hơn 10 cái tép kia cả. Cho nên mà nếu như một cặp này thì nó rơi vào tầm chúng ta phải lắp cái loại tép kia phải mấy chục quả thì nó mới bằng. Thì cái tép ở đây thì nó do chúng ta cái lời, cái tiếng tép, cái lời của nó hát nó gọi là lời nó bay hơn. Đấy. Chứ còn là khi mà cái tiếng bát thì nó sẽ cho chúng ta là ấm. Cũng ngoài ra cái loa full này thì nó sẽ lấy cái phần bát, phần tép thì nó sẽ có cái phần tần, nó sẽ hiệu chỉnh như trong đó, nó sẽ cho chúng ta là tép thì là chi là phần chung á, thì nó sẽ lấy cả phần loa bát và cả phần loa tép của nó. Có cả là lấy nó trộn lại cho chúng ta đều tất cả các giải. Và khi mà chúng ta hát ấy, thì nó công suất nó mới đủ và cảm thấy lời chúng ta nó rất là rõ sạch. Còn nếu như mà loa tép giấy thì loa tép giấy, chứ em không nói là cái loa ba quay kia nữa, cái loa tép giấy thì thường thường là chúng ta hát thì cái lời nó sẽ ấm hơn, tại vì cái phần tép của nó bát của nó sẽ mạnh hơn. Và hát thì nó có cái phần ấm, cái phần dẻo của nó riêng. Nhưng mà phải hát mà để bay tiếng mà gọi là hay thì chúng ta nên dùng loa full, đặc biệt là những dòng loa full nó nhiều tiền như thế. Đấy, đó là cái đôi lời chia sẻ của em. Hy vọng là chúng ta sẽ hiểu được khi mà xem cái video này, các bác sẽ có một cái nhìn nó đúng hơn về cái dòng loa chuyên về karaoke và dòng loa chuyên nghe nhạc.
mặc dù chúng ta có tiền nhưng chúng ta cũng phải biết là đầu tư và chúng ta mua được cái hàng mà chúng ta đúng cái nhu cầu của chúng ta ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bác nhé, xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.